24 tháng 5, lễ mẹ Maria phù hộ. 24 tháng 5, lễ mẹ Maria phù hộ. Bổn mạng chính của dòng con Đức Mẹ phù hộ và gia đình Salesian. Lòng tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu đã có từ rất lâu trong giáo hội. Tước hiệu Mẹ phù hộ các giáo hữu trong giáo hội. Ngày 24 tháng 5 năm 1814, Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 bị cầm tù nhiều năm đã được giải thoát và trở về tòa thánh Roma. Vì thế, ngày 24 tháng 5 năm 1816, để tạ ơn Đức Mẹ đã trợ giúp giáo hội, Đức Pio thứ 7 chính thức thiết lập lễ kính Đức Mẹ phù hộ trong phụng vụ. Don Bosco luôn quảng bá lòng yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ. Ngài nói, Đức Mẹ phù hộ đã giúp Ngài trong mọi sự. Để bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn Mẹ Maria phù hộ, và để có một dòng nữ chuyên lo giáo dục cho giới trẻ nữ, Don Bosco đã cùng với thánh nữ Maiarello lập dòng con Đức Mẹ phù hộ vào năm 1872. Lễ kính Mẹ Maria phù hộ. 24 tháng 5 mỗi năm là ngày mừng bổn mạng chính của dòng con Đức Mẹ phù hộ và gia đình Salesian. Các tên gọi dòng con Đức Mẹ phù hộ. Dòng con Đức Mẹ phù hộ. Filia di Maria Auxiliatrice et Famiglia. Dòng nữ Salesian, dòng nữ Don Bosco. Salesian Sisters of Saint John Bosco. Dòng con Đức Mẹ phù hộ thuộc quyền Đức Thánh Cha, hiện diện trên 5 châu lục với 98 quốc gia. Hoa trái thánh thiện của dòng con Đức Mẹ phù hộ. Dòng con Đức Mẹ phù hộ tại Việt Nam. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 1961, hiện có 313 nữ tu, 24 cộng đoàn trong 15 giáo phận. Về tu phục quốc tế, có màu trắng và màu xám. Tu phục tại Việt Nam, có màu trắng và áo dài xanh. Sứ mạng của dòng trong giáo hội và xã hội là giáo dục và truyền giáo. Giáo dục văn hóa và đức tin cho người trẻ, đặc biệt trẻ nữ thuộc giới bình dân. Truyền giáo trong nước, nơi vùng sâu, vùng xa và ngoài nước, đặc biệt tại những nơi chưa được biết tin mừng của Chúa Giêsu. Hoạt động giáo dục truyền giáo qua nhà trường, trung tâm dạy nghề, lưu xá sinh viên nữ, mái ấm, trung tâm trẻ, nhóm trẻ, dạy giáo lý, huấn luyện giáo lý viên. Tước hiệu phù hộ các giáo hữu tại Việt Nam, tại La Vang, tại Trà Kiệu. Đức Mẹ là đấng phù trợ các tín hữu, vì Mẹ đã hiện ra, can thiệp, chở che cho giáo dân khỏi cơn bách hại. Trong kinh cầu Đức Bà phù hộ các giáo hữu là một trong những danh hiệu được người Kitô hữu kêu cầu. Mẹ luôn là mẹ của giáo hội. Mẹ là mẹ của chúng ta. Xin Mẹ bảo toàn đức tin nơi mỗi người chúng ta. Hôm nay, hiệp cùng toàn thể giáo hội, dòng con Đức Mẹ phù hộ và gia đình Salesian long trọng mừng lễ Mẹ phù hộ các giáo hữu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria phù hộ các giáo hữu, xin cho chúng con luôn hết lòng theo Chúa Giêsu và tận tụy trong sứ mệnh giáo dục người trẻ mà Chúa đã ủy thác.